Chất liệu này tôi cảm thấy khá mềm. Bạn còn dám đòi 20 vạn tệ, hiệu suất đèn tốt như vậy, thấu quang cả viên, già lắm rồi đó. Tôi không nghĩ vậy. Đầu nước dài không có nghĩa là ngọc già. Quá mềm, 1 vạn bán không? Tôi có thể cân nhắc các thử xem. Cắt ra vừa có mặt dây chuyền, vừa có vòng tay nữa nè. Anh nghĩ 1 vạn có đủ không? Vậy thì 10.500 tệ, chốt luôn không? Khách cô nói thật, giá này không bán được đâu. Tối thiểu 8 bạn không nói nữa. Bạn thích 8 phải không? Vậy cho bạn 10.800 tệ, ổn chưa? Cắt ra vòng tay bèo lắm cũng 8 vạn tệ, thêm một chút đi. Vậy cắt ra mà hỏng thì thế nào? Bán lại 8 tệ bạn mua không? Không thêm được nữa. Thôi được rồi, bán cho bác đó. Như vậy mới đúng chứ. Cho xin cái mã QR. Vâng. Ngọc bích có rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể con người. Mang ngọc trên người trong thời gian dài sẽ giúp hấp thu năng lượng tốt, giúp chúng ta luôn khỏe mạnh. Đến, cắt một nhát dao. Hôm nay tìm đến tôi là một người bạn đến từ Liên Vân Cảng. Sau khi xem vài video của tôi, cũng muốn cắt một viên Mino để chơi. Tự mình không hiểu, để tôi giúp kiểm tra. Ý định ban đầu của tôi chọn vật liệu này là xem đầu nước ngọc. Đáng tin cậy. Vậy thì chúc đồng đội Liên Vân Cảng của chúng ta may mắn đi. Đến, máy chạy, vui vẻ tăng lên. Giáo viên dạy toán không nói dối tôi. Tam giác của Nhiên có sự ổn định. Cắt ra màu sắc mùa xuân, màu tím, pháo hoa nổ mừng chiến thắng. Có mùa xuân, có hoa bay xanh, có nước, có trùng ngọc. Lúc đầu còn lo lắng về việc ngọc bị non. Xem ra là lo lắng dư thừa. Hai chiếc vòng tay đẹp tặng người đẹp. Chúc mừng.